Nhân dịp tròn 29 tuổi, Á hậu Thúy Vân nhớ về thuở đôi mươi, thanh xuân rực rỡ, kịp thời có chồng con. Á hậu Thúy Vân mong muốn sau này có thể bước sang đầu ba một cách hiên ngang rực rỡ. Sau khi kết hôn với doanh nhân Nhật Vũ vào năm 2020, Á hậu Thúy Vân không còn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật như trước. Tuy nhiên cách đây không lâu người đẹp đã ra MV đầu tay với mong muốn theo đuổi con đường ca hát. Màn lột xác này của cô nàng đã làm cho cư dân mạng không ngừng xôn xao bàn tán trong một thời gian dài. Mới đây, trên trang cá nhân, Á hậu Thúy Vân đã chia sẻ cảm xúc khi cô chính thức bước sang tuổi 29. Cô nàng mong muốn sắp tới khi sang đầu ba sẽ luôn hết mình trong công việc và có trách nhiệm với tổ ấm nhỏ. Cụ thể người đẹp tâm sự, 29. Cảm giác ngày sinh nhật năm nay đến thật lạ, không còn háo hức như những ngày trẻ con nhưng cũng không còn sợ sệt mình sẽ thêm một tuổi như thời thanh nữ ô mai chưa chồng. 29 tuổi, tuổi cuối của đầu hai, ngẫm lại thuở 20 cũng đủ đầy những kỷ niệm tuyệt vời và thanh xuân rực rỡ và cũng kịp chạy chỉ tiêu chồng con. Tuổi mới mong ước đầu tiên là nhiều bình an và sức khỏe cho bản thân và gia đình. Sau là cầu cho mình có thật nhiều năng lượng để bước sang đầu ba một cách hiên ngang rực rỡ. Tuổi mới sẽ cháy hết mình với đam mê và đầy trách nhiệm với gia đình và công việc. Happy birthday Tome! Ở dưới phần bình luận, đông đảo người hâm mộ đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới cô nàng. Em là một cô gái thông minh, trí thức và khiêm nhường, mong cho em thật nhiều bình an và niềm vui em nhé. Chúc em sinh nhật vui vẻ hạnh phúc, tuổi mới ngày càng xinh đẹp, thành công và luôn đạt được mọi ước muốn nha. Chúc chị yêu sinh nhật vui vẻ nha. Chúc em tuổi mới năng lượng tràn đầy, thành công rực rỡ nhé.